Trong các loại cây trái dân gian thì cây bầu, cây bí được đánh giá rất cao và được coi là một linh vật có ý nghĩa phong thủy sâu sắc. Và hãy cùng với Đồ Gỗ Văn Sáu đi tìm hiểu về ý nghĩa trái bầu bí, cùng chiêm ngưỡng một tác phẩm bầu bí được làm trên chất liệu gỗ nô quyến rất đẹp và hàng liền khối. Đầu tiên thì chúng ta sẽ tìm hiểu về trái bầu, trái bí trong dân gian. Cây bầu, trái bí là loại cây phổ biến rất gần gũi với đời sống vật chất tinh thần của người Việt cũng như là người dân các nước Á Đông. Cây bầu và cây bí là hai loại cây khác nhau nhưng lại chung một họ và gần gũi nên người ta vẫn được gọi chung là bầu bí. Cây bầu là loại cây dây leo, lá to, có các đốt dây leo để bám vào vật chủ. Thông thường người ta hay làm dàn cho cây bầu, cây bí leo lên và đó vừa để cho cây bầu, cây bí ra quả đạt năng suất, vừa lấy bóng mát cho nhà. Quả bầu có thể hình trụ dài hoặc hình cái nấm rượu hồ lô rất đẹp. Dân gian vẫn có cái câu ở bầu thì tròn và ở ống thì dài để nhắc đến đặc điểm này của loại cây trái này. Và cây bí cũng là loại cây cùng họ với cây bầu, và cây bí có lá rộng, nhiều lông tơ bám trên mặt lá. Cây bí ưa mọc trên mặt đất hoặc cũng như là có thể làm dàn cho cây bí leo lên. Quả bí đao hay quả bí đỏ có thể có đường kính đến vài chục cm hoặc nặng đến 30 cân, dàn bầu bí và mùa hạ thì nở vàng cả một khoang sân, nhìn rất đẹp. Tiếp theo thì về ý nghĩa của phong thủy về trái bầu bí. Bầu bí là họ dây leo, sai quả, nói lên sự gắn bó keo sơn, sung túc, sung vầy của gia đình. Trưng bày tượng bầu bí ngoài ý nghĩa trang trí còn cầu mong cho gia chủ có một cuộc sống hạnh phúc viên mãn, anh em hòa thuận và tài lộc dồi dào. Bầu quả tròn thắt lại giữa hay còn gọi là bầu hồ lô là vật phẩm quý. Phần trên nhỏ tượng trưng cho trời, phần dưới to hơn tượng trưng cho đất. Bầu hồ lô tượng trưng cho trời đất giao hòa, âm dương hòa hợp, rất tốt cho phong thủy ngôi nhà. Bầu hồ lô còn là vật bất ly thân của một ông thọ, tương truyền chứa linh đan, trường sinh bất tử và cải lão hoàn đồng. Quả bầu dài theo truyền thuyết thì sẽ có khả năng tụ khí rất tốt. Quan Thế Âm Bồ Tát thường là người sử dụng loại bình này, bên trong có chứa nước thần để có thể giúp hồi sinh. Quả bầu luôn sai chữ quả căng tròn, luôn khiến cho người ta tin vào sự đoàn viên, gắn bó khăng khít, quấn quýt, không rời của một gia đình. Việc trưng bày một bức tượng bầu bí trong không gian nhà không chỉ có ý nghĩa trang trí mà còn có ý nghĩa phong thủy vô cùng tốt cho gia chủ. Bạn có thể bài trí tượng bầu bí tại nhiều nơi trong căn phòng, căn nhà của mình, ví dụ như ở phòng khách, phòng thờ, v.v. Hiện nay các sản phẩm bầu bí phong thủy được chế tác cũng như được đục đẽo rất tinh xảo. Tất cả các chi tiết, cho dù nhỏ nhất như dây leo, cúng lá, nhựa hoa đều được các nghệ nhân làm và gia công cực kỳ kỹ lưỡng, đảm bảo được chi tiết, sắc nét, sống động như thật. Như tất cả quý vị và các bạn đang được nhìn thấy trên màn hình ngày hôm nay thì cũng là một bức tượng bầu bí. Thì bức tượng này được làm trên chất liệu đó là gỗ nu nghiến. Và chúng ta vừa nghe chia sẻ và cũng đã được theo dõi rất chi tiết về cái đặc điểm về mặt đằng trước của tác phẩm này. Tác phẩm này thì sẽ có cái chiều cao đó là 106, chiều rộng là 71 và chiều sâu là 20. Thì ngoài những cái hình tượng về bầu bí trên cái tác phẩm còn có thêm các hình tượng được đục chạm thêm để tăng thêm phần sinh động và nét đẹp cho tác phẩm, ví dụ như hình khóm trúc, hình ve sầu và hình những con sóc đang đi ăn. Với tác phẩm này thì chiều cao lên đến 1m06 và hàng thì là hoàn toàn là liền khối, được chế tác trên chất liệu đó là phôi gỗ nung nghiến tại khu vực Thái Nguyên, với chất liệu gỗ cứng chắc nặng và không bị cong vênh mối mọt. Và tác phẩm này có một cái khối lượng cực kỳ nặng, khi quý vị và các bạn mua sẽ có được một tác phẩm cực kỳ tuyệt đối về cái chất gỗ cũng như là đường nét đục cho tác phẩm này. Về đường nét nụ hoa cũng như đường vân ở trên tác phẩm này thì toàn bộ phần phía bên trên thì là những đường nụ hoa và phần dưới thì sẽ là nhiều vân hơn, thì đầy đủ những chi tiết đường nét tự nhiên và được kết nối giữa tinh hoa của đất trời để tạo nên và có một cái phôi hàng nụ nghiến rất đẹp và hoàn hảo. Tác phẩm này thì bên cơ sở trung tâm Đồ Gỗ Văn Sáu chỉ có một tác phẩm bầu bí duy nhất gỗ nung nghiến với kích thước chiều cao lên đến 1m. Và để quan sát chi tiết hơn nữa thì chúng ta có thể check góc máy ra phía đằng sau để chúng ta có thể nhìn rõ hơn về chi tiết của cái sản phẩm này.
Ở mặt đằng sau thì hoàn toàn thì cũng đã được sơn phủ lớp PU bóng để bảo vệ cho gỗ không có bị ẩm mốc trên cái môi trường mà khi khách hàng sử dụng. Mặt đằng sau thì toàn bộ là phần lũa của chất liệu gỗ nu nghiến và kèm theo một số đường nét nuga tự nhiên mà bên đồ gỗ văn sáu vẫn để chứ không có được đục chạm gì nhiều. Về giá thành của bộ tác phẩm bầu bí nu nghiến này, quý vị và các bạn có thể để lại số điện thoại dưới phần bình luận hoặc liên hệ ngay số điện thoại rất quen thuộc tôi có ghi ở trên góc màn hình để chúng ta có thể tư vấn kỹ lưỡng hơn để đặt hàng. Cảm ơn tất cả quý vị và các bạn đã quan tâm nội dung video ngày hôm nay chia sẻ về ý nghĩa của hình tượng bầu bí trong phong thủy. Và xin kính chào tất cả quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các nội dung giới thiệu sản phẩm tiếp theo.